Thưa quý vị và các bạn, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế là phương châm hành động của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều đề án, công trình, dự án ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ môi trường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thời gian qua ở lĩnh vực y tế, một số cơ sở y tế đã ứng dụng công nghệ mới xây dựng hệ thống cấp nước, xử lý nước thải và tăng cường chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Các bệnh viện đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải với mục đích xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường do nguồn nước thải tại các bệnh viện bằng công nghệ vi sinh kết hợp lọc nhỏ giọt. Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang nghiên cứu triển khai các dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xử lý nước thải dưới đất phục vụ sinh hoạt nông thôn. Hệ thống máy lọc nước sử dụng vật liệu lọc, lõi lọc, màng lọc RO, nano, các cột lọc áp lực, bồn, bể, máy bơm, máy khử ozone và thiết bị kỹ thuật điện tử. Máy hoạt động theo cơ chế, nước từ giếng khoan được bơm lên bồn lọc thô loại bỏ tạp chất, khử sắt và xử lý mùi. Dự án hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc nước công nghệ cao tại các điểm trường, nông thôn trong tỉnh, góp phần giải quyết bài toán thiếu nước ngọt và nâng cao chất lượng cuộc sống tại các vùng nông thôn. Trước đây thì nước của nhà trường thì lấy từ hệ thống nước giếng, thì cái vấn đề tỷ lệ phèn, pH và cũng như các chất phụ khác ảnh hưởng rất là nhiều đến công tác vệ sinh của nhà trường. Thì từ khi mà Sở Khoa học Công nghệ Môi trường đã hỗ trợ cho nhà trường hệ thống nước sạch thì cái vấn đề nước sạch rất là đảm bảo tốt cho công tác vệ sinh. Thì vấn đề nước thì trong suốt và không có mùi và đảm bảo vệ sinh và cũng có thể là sử dụng cho cái vấn đề ăn uống của giáo viên cũng như là của người dân xung quanh. Và đặc biệt trong cái môi trường dịch bệnh COVID-19 thì nhà trường cũng ứng dụng xây kệ rồi đưa vào cái công tác là xử lý phòng ngừa cái dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới. Hai dự án chuyển giao công nghệ xử lý chất thải rắn cho các công trình lò đốt rác công nghệ cao, đảm bảo hệ thống đạt tiêu chuẩn môi trường tại các xã đảo An Sơn, Lại Sơn, Hòn Nghị. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang đã thẩm định và cho ý kiến nhiều dự án về xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, như nhà máy xử lý rác thải Long Thành và nhà máy xử lý sản xuất sản phẩm tái tạo từ rác, công suất 100 tấn một ngày, xã Phú Mỹ. Khi các dự án này được triển khai và đi vào hoạt động, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải. Trước đây xã mình chưa có lò đốt rác, thì tình hình người dân còn vứt rác bừa bãi vì không có nơi tập trung để xử lý rác. Thì cái rác nó nhìn nó bừa bãi lắm. Thì bây giờ thì có lò đốt rác rồi, người dân cũng có ý thức nên là tình hình rác ở nơi đây thì cũng đã xanh sạch đẹp hơn. Riêng tôi người dân ở đảo này thì cái có lò đốt rác là rất vui mừng. Thì tôi là hộ kinh doanh cam kết đó là rác thải sẽ được gom lại và đưa đi chuyển đúng đến nơi lò tiêu hủy rác để góp phần xây dựng xanh sạch đẹp cho xã đảo phát triển du lịch hơn. Ở lĩnh vực nông nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các ngành tuyên truyền khuyến khích các địa phương đưa chế phẩm sinh học vào xử lý chất thải gia súc, gia cầm và rơm rạ thành phân hữu cơ, góp phần cải thiện đáng kể môi trường nông thôn, nâng cao năng suất cây trồng, sử dụng men vi sinh trong chăn nuôi, sử dụng chế phẩm sinh học trong quản lý ao đầm nuôi tôm công nghiệp. Cùng với đó, việc xây dựng hầm biogas vừa góp phần giải quyết vấn đề về năng lượng, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nhìn vào công trình thực tế có thể thấy, thời gian qua, việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ môi trường ở Kiên Giang đã đạt được những kết quả nhất định, bảo vệ môi trường xanh sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.